Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Trịnh Phát ngày hôm nay 28 tháng 1 năm 2018 và sau năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắp Tết rồi nên tình hình cái dòng tiền nó cũng hơi eo uột. Cộng với lại thị trường thế giới ngày hôm nay cũng không có những sự tăng điểm nó quá rõ rệt. Những cái thông tin mà chính phủ Mỹ sắp mở cửa thì ngày hôm nay cuối giờ thì mình lại thấy những cái tin tức giống như là thế giới cái chính phủ Mỹ lại có khả năng vẫn phải đóng cửa lại. Đó là những cái tin tức nó thay đổi liên tục và nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường thế giới, sẽ tác động một phần đến thị trường Việt Nam. Thì trước khi đến với lại chương trình chính thì mình cũng muốn xin chia sẻ cũng như là gửi lời cảm ơn đến một chút chuyện vui thôi, mình cảm giác như vậy đó. Thì đây là lần thứ hai mình nhận được quà. Thì lúc đó đang chuẩn bị ngày hôm trước thì chuẩn bị về rồi thì có một số lạ gọi điện, thì mình đang bận mình không bắt máy được, thì một chập thì thấy một cái tin nhắn là coi như là bác Hiệp về chưa này kia, nếu chưa về thì đợi một chút xíu. Mình gọi điện lại thì có một cái giọng của một cô sau này mình biết cô là tên Thanh. Thì cô kêu mình là chờ một chút xíu cô lên lên công ty của mình, công ty bên Nguyễn Thị Minh Khai. Thì bắt đầu mình chờ một chút thì cô xuất hiện thì mới biết là cô là người hay xem bản tin tổng quan, và cô không biết xài, thấy Hiệp nó kêu ủng hộ thì kia, không biết xài Momo, không biết xài Zalo Pay thì kia không biết, nên là cũng muốn là lên gặp mặt. Và vậy là cô cất công, cô bỏ thời gian cô chạy lên. Thì đây là một điều là rất quý, rất điều quý mà cảm thấy rất là vui. Thì khi gặp cô thì thấy giống như là mở mang được cái đầu óc ra, tại vì cô là người có nhiều kinh nghiệm cũng như là có một cái năng lượng luôn luôn trong người cô, lúc cô nói lúc nào cũng rất vui vẻ và cười rất là tươi. Thì đây là cái món quà của cô, mình vẫn còn để nguyên vậy nè, mình chưa khui. Thì đầu tiên là cảm ơn cô trước, cô Thanh ha. Thì bây giờ mình mới khui để luôn bây giờ. Cái này là cái giấy quảng cáo của bên Co.opmart, các cô mua quà này ở Co.opmart. Đầu tiên là một cái phô mai của một người rất là chăm lo sức khỏe thì luôn. Tiếp theo là trà xanh hoa lài. Ok, nói chung là như là rất cần mấy thứ này ha. Đây là những thứ mà thường dùng hàng ngày luôn. Rồi một hộp G7 Trung Nguyên cà phê sữa đá. Tiếp theo là một hộp bánh Very Very G Rackets của Grand Ok. Ở phía dưới này thì có một cái phong bì lì xì của TTC. TTC này là mình nhớ nhớ dính tới sang rêu à, sang rêu không, hình như là vậy đúng không? TTC thấy mấy khách sạn này kia mọi thứ là thấy TCC nhiều. Thì cái này nó dán tương đối rất là kỹ ha, dán miếng băng keo rất là dài. Và thật ra là mình cũng sẽ không coi ở trong đây là có bao nhiêu, không coi là bao nhiêu hết ha. Mình mong chờ cái điều gì trong đây. 1 đồng 500, 500 đồng màu đỏ, một tờ 50 màu đỏ gì đó là đã cảm thấy rất là vui rồi, nên mình cũng sẽ không xin phép là không không gỡ phong bì ra đây. Nó màu đỏ thì nhìn cũng được. Ok, rồi đầu tiên là cảm ơn cô Đăng rất là nhiều. Dạ, con xin hẹn cô một buổi khác con có thể mời cô cà phê cũng như là có thể trao đổi nhiều hơn. Cô có rất nhiều cái thông tin này kia, có những điều con có thể học hỏi từ cô ha. Thì qua qua cái vấn đề này, cái sự cảm ơn của Hiệp thì cũng nói luôn, có nghĩa là không phải là mình làm cái đường Momo, Zalo, cái ủng hộ đó để kiếm tiền từ đó, không phải.
Thật ra nó chỉ là một cái thước đo thôi. Đây là khi mà chúng ta có được một cái lượng view, chúng ta có một cái sự duy trì và chúng ta có được một cái khoảng thời gian, thì cái này nó chỉ là một trong những cái chiến lược marketing để đo được cái lượng quan tâm của khách hàng. Cái thực sự bên trong, tức là cái lượt view nó chỉ là một chuyện, cái còn lại là biết được cái hiệu quả của Hiệp mang đến khách hàng như thế nào đó. Thì nếu như tất cả các anh chị mà có ủng hộ Hiệp thì một ly cà phê 10.000 hay gì đó là được ha, chứ mình không có nghĩ đây là cái thu nhập của mình. Nói chung là mình muốn cho tất cả các anh chị em hiểu như vậy. Đôi khi thì nếu như tất cả anh chị muốn ở phương xa muốn mời cà phê thì một chút thôi là vui rồi nha. Chứ mình cũng không muốn là mọi người hiểu lầm cái vấn đề này. Đó thì thôi, nói chung là vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đầu tuần mới với những cái tin tức đầu tiên từ thế giới ha. Hôm nay thì tin thế giới thì nó cũng có một số tin nó cũng không được ok lắm ha. Đầu tiên thì chúng ta thấy là đánh bom tại Philippines khiến 20 người chết và IS nhận trách nhiệm, tức là khủng bố đã quay lại ha. Còn cái người đứng đầu của cái nhóm khủng bố này chúng ta không biết ai đâu. Rồi gần 400 người chết và mất tích trong vụ vỡ đập của Brazil. Rồi người Trung Quốc thì giảm chi tiêu cho mua sắm khi đi du lịch ở nước ngoài. 9,5 triệu USD cho một chuyến du lịch ở khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ. Rồi cuối cùng là tuyên bố của ông Donald Trump là chính phủ Mỹ có thể lại sắp đóng cửa. Đó là những tin tức mà chúng ta có thể là quan tâm. Rồi giữa chiến tranh thương mại thì nhiều nhà lắp ráp Apple dịch chuyển khỏi Trung Quốc nè. Nói chung là tin tức thì nó cũng mang đến chiều hướng hơi xấu, chứ chứ tin không không được tốt lắm ha. Ok, rồi chúng ta đi vô đồ thị đi. Rồi đầu tiên là chúng ta đến với lại Dow Jones. Dow Jones thì chúng ta thấy là đang dính cái cản một cái trend giảm đây. Đó, bắt đầu chuẩn bị nó đụng vô cái trend giảm rồi. Thì trong vòng khoảng cỡ trong vòng 2-3 phiên tới thì cái khả năng nó sẽ đụng cản này và nó sẽ đụng chính thức là coi như là còn còn gặp cái lực cản tương đối mạnh ở 3 phiên tới. Cái phiên hôm bữa là nó tạo một cái gap, xong đó tăng điểm lên rồi sau đó nó giảm điểm lại, tạo một bóng đến trên thì phóng to ra đó. Thì cái kênh này bây giờ nó đang chặn ở trên, và chúng ta thấy là các lần trước thì khi mà nó tạo ra một cái cây nến mà nó có cái bóng đến trên thì thường nó có những cái dấu hiệu đảo chiều liên tục. Trong 2 lần chạm cái ít nhất là 1 lần trước thì nó chạm cái kênh đó, thì sau khi có 2 điểm chúng ta có vẽ được cái kênh thì đây là lần thứ hai nó test lên cái này, và chúng ta thấy đã có một cái quá trình tăng điểm tương đối dài. Như vậy thì trong vòng 3 phiên tới là cái áp lực mà nó xảy ra cho vấn đề giảm điểm chúng ta thấy là nó có ha. Tiếp theo chúng ta đến với lại Hang Seng.
Trường hợp của Hansen thì có một cái cây nó giảm điểm, nhưng mà các cái xu hướng xu thế của Hansen thì đang cho thấy là sẽ vẫn tiếp tục mang chất là cho phép cái sự tăng điểm. Tuy nhiên khúc này bắt đầu mình sẽ thấy là vẫn có cái lực tăng, nhưng mà mang cái hơi hướng là nó sẽ tăng không được mạnh nữa, cái phần này không được mạnh nữa. Và nó tăng thì mình nghĩ trong khoảng cỡ vài phiên bắt đầu nó điều chỉnh, rồi tăng vài phiên điều chỉnh. Như vậy thì trong khoảng thời gian tới nó sẽ có những cái sự hạn chế tăng điểm của Hansen luôn. Hansen cũng gặp những hạn chế luôn. Và đợt này thì nó sẽ có một cái đợt tích lũy trước khi nó tăng nha. Đợt này cần có một sự tích lũy. Và trên xu hướng thì chúng ta thấy là đối với Hansen nó đã vượt 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 hết trên rồi. Ở đây là nó đã rớt qua rồi. Khu vực này rớt cản ngang. Ở khu vực trên đây thì coi như trend đã không còn rồi. Nó đã vượt hết trend rồi. Như vậy thì cái phần mà xu hướng mà nó cho cái vấn đề tăng điểm nó nhiều hơn so với lại cái vấn đề giảm điểm. Nhưng trong khoảng thời gian khoảng cỡ trong vòng cả 2 tuần đổ lại thì nó chỉ tăng đến một mức nào đó thôi rồi nó điều chỉnh lại nha, điều chỉnh lại chứ chưa chưa đi được. Và cái dấu hiệu của phiên vừa rồi là đã cho thấy là có những cái dấu hiệu bắt đầu có những cái tuy về cái điểm số thì không không giảm nhiều, nhưng mà có những cái bắt đầu áp lực nó bán xuống, áp lực bán xuống đã xảy ra. Tiếp theo là đến giá dầu. Trường hợp dầu thô, đối với dầu thô thì đang tích lũy tương đối rất tích cực, nằm ở trên cái khu vực mà chúng ta thấy là nó tương đối là nó hơi cao. Sau khi nó tăng lên thì nó giữ luôn ở trên này và nó chấp nhận trao dồi cái giá nằm ở khu vực này. Đây là một điều rất tích cực đối với lại giá dầu. Thì áp lực này sẽ vẫn còn xảy ra trong vòng khoảng cỡ hơn 1 tuần nữa, sau đó thì giá dầu nó mới có những sự cải thiện. Và trong vòng 1 tuần nữa thì nó sẽ có những cái đợt nó tích lũy nó giảm xuống. Trong quá trình nếu như nó có thể tăng lên thì khu vực 54.8 đang là khu vực kháng cự tương đối mạnh đối với giá dầu. Và trong khoảng 1 tuần nữa thì mình nghĩ là giá dầu vẫn chưa có thể đi đâu xa được, quanh cái chỗ 54.8 thôi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với là giá vàng. Đối với trường hợp giá vàng thì một cây một thôi là dựng lên liền ha, tích lũy xong mà dựng lên liền ha, rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ ha. Hiện tại giá vàng khi mà tăng một cây lên vậy thì nó đụng lại cái vùng đỉnh cũ và nó sẽ có những cái dao động tích lũy thêm một chút thời gian trên đây rồi nó mới có thể đi được ha. Ở khu vực này sau khi tăng lên thì chúng ta thấy là khu vực 1360 sẽ là cái mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên thì mình thấy là chưa thể đi được liền và chúng ta cần một cái khoảng thời gian cũng khoảng cả tuần thì chúng ta mới có thể đi được, đó là giá vàng. Còn hiện tại thì nó sẽ nằm ở quanh cái vùng đỉnh 1300 này thôi, chứ chưa đi được đâu xa xa nha. Có thể là có tăng vượt qua nhưng mà sẽ có cái một số cái kháng cự nó sẽ dựng lại. Trong tình huống mà nó tăng mạnh nhất thì chúng ta thấy là 1323 là khu vực nó sẽ kháng cự và nó đổ đèo xuống lại, tích lũy thêm và tổng cái thời gian khoảng cỡ 1 tuần hơn thì bắt đầu nó sẽ có những cái tích lũy xong để cho vấn đề tăng tiếp của giá vàng ha. Nó giật một cây như vậy là chuyển qua tích lũy lại. Cuộn cây này quá mạnh ha, quá dài, cần sự tích lũy lại, sau đó tiến về 1300 thì chứng miễn sao vào trong khoảng cỡ tuần hơn nữa mà nó không có những cái tích lũy xấu á, thì nó giữ đà và bắt đầu sẽ tăng tiếp. Chúng ta sẽ đến với lại tình hình Việt Nam để xem ngày hôm nay thị trường Việt Nam như thế nào ha. Thì có một số bạn cũng nóng lòng là muốn làm một cái deal cuối mua bán cho cái dịp gần Tết, nhưng mà thật ra mình thấy là cái dòng tiền nó không vô, dòng tiền không vô, với lại là bắt đầu có những cái vấn đề là nó tương đối xấu trên thị trường á, nên chúng ta cũng nên mình đang thấy có những cái dấu hiệu hạn chế ha. Thì nếu mà tin tức thế giới mà nó không tốt như vậy mà tối nay thị trường Mỹ mà nó có những dấu hiệu giảm điểm thì ngày mai chúng ta lại cũng tương đối cũng được đẹp. Tình hình thế giới của năm 2019 thì mình thấy là
Có thể là nó không đến nỗi xấu quá nhưng mà nó cũng không được đẹp đâu. Ngày hôm nay VN Index của chúng ta tăng 0,36%, tương đương với lại 3,3 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 3.000 tỷ, trong đó có 1.300 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 133 triệu cổ phiếu. Có 135 mã tăng, 139 mã giảm và 61 mã đăng chiếu. HNX Index ngày hôm nay giảm 0,42%, tương đương với lại 0,43 điểm, xuống còn 102.31 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 357 tỷ, trong đó có 31 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 30 triệu cổ phiếu. Có 58 mã tăng, 75 mã giảm và 245 mã đăng chiếu. Upcom Index ngày hôm nay tăng 0,54%, tương đương với lại 0,29 điểm, lên 54.01 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 279 tỷ, trong đó có 144 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 15 triệu cổ phiếu, có 99 mã tăng, 60 mã giảm và 651 mã tham chiếu. Đi qua một vòng các cái chỉ số tổng quan của thị trường, chúng ta thấy là ngày hôm nay về cái số lượng, chúng ta thấy 135, 139 thì nó cũng tương đương. Ngày hôm nay xem ra là một ngày tương đối mà nó chắc tham chiếu nhiều hơn. Khối lượng giao dịch ngày hôm nay sau khi trừ cái thỏa thuận, chúng ta có giao dịch khoảng cỡ 1.700 tỷ, và như vậy là nó cũng tương đối mang tính chất trung bình so với các phiên trước, không có sự sửa đổi về nhiều về cái dòng tiền ha. Như vậy thì cái vấn đề mà tăng ngày hôm nay thì nó sẽ có một số cổ phiếu nó kéo, mà một số cổ phiếu chính nó kéo và tạo ra được điểm số là 3.3. Mình cho là ngày hôm nay là nó tăng một điểm, thì còn lại khoảng cỡ 2.3 đó là nó nằm ở một số cổ phiếu nó sẽ chi phối. Hôm nay VN Index của chúng ta mở cửa ở khu vực cũng tương đối cao, 912.53 điểm, sau đó tự nhiên rớt cái đồng xuống 910 rồi lại kéo lên, thì trong vòng một khoảng thời gian ngắn 9 giờ 33 phút, 9 giờ 30 là kéo lên lại, rồi lên sình là khoảng cỡ 2 giờ. Khoảng cỡ 2 giờ thì đạp mạnh về 908 khu vực đó, 909, sau đó lại kéo lên và đóng cửa, thì chúng ta thấy là mở cửa và đóng cửa không có sự thay đổi gì nhiều về cái điểm số. Đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay chúng ta thấy là sàn Upcom ha, Upcom mà không có, rồi HNX cũng có. Đối với trường hợp của HOSE, chúng ta thấy ngày hôm nay có Masan đóng góp vào 0.3, rồi thì Vinamilk đóng góp vào 0.3, VIX đóng góp vào 0.7, và ngày hôm nay Vinhome đóng góp vào 2.6 điểm tăng của thị trường ngày hôm nay. Đó, rõ ràng chỉ cần đọc qua chỉ số rồi là chúng ta có thể biết được là ngày hôm nay thị trường nó sẽ chạy theo cái kiểu như thế nào. Trường hợp đóng góp vào chỉ số giảm thì chúng ta thấy là Upcom không có, Hagnix không có. Hagnix thì có ACB ngày hôm nay đóng góp vào 0.2. Tiếp theo về sàn HOSE, chúng ta sẽ thấy là VCB hôm nay đóng góp vào 0.3, rồi thì Techcombank đóng góp vào 0.5 điểm giảm của thị trường ngày hôm nay. OK. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một số dòng cổ phiếu ha, coi thử các dòng cổ phiếu ngày hôm nay làm ăn như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại dòng ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng ngày hôm nay đỏ nhiều hơn là xanh. Xanh thì le lói được có hai con CTG ngày hôm nay tăng 0.15, rồi thì HDBank ngày hôm nay tăng 0.05, nói chung tăng cho có cho vui thôi, không có sự thay đổi gì nhiều. Rồi các cái con ngân hàng còn lại thì chúng ta thấy đa số là giảm, nhưng mà giảm một mức độ luôn tương đối thôi, chứ không không nhiều. Ngày hôm nay Techcombank giảm 0,45 là con giảm tương đối là mạnh nhất rồi đó. Còn lại thì chúng ta thấy là ACB giảm 0.3, rồi thì Vietcom giảm 0.3, VIB giảm 0.3, VPBank giảm 0.35, đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số giảm. Tuy nhiên thì mức độ giảm nó không nhiều. Vậy là đóng góp vào điểm đỏ của thị trường ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì có những cái sự tích cực hơn. Giá dầu thì đang có những cái sự tăng tăng điểm và giữ giá được ở những vùng cao. Các tin tức trên thế giới đang cho thấy là giá dầu có những cái sự phục hồi và có những cái sự tăng giá vì những cái sự lo lắng của những cái thị trường giống như là Venezuela, là loại như vậy ha.
Thì BVD ngày hôm nay tăng 0,45. BSR hôm nay tăng 0,4, rồi thì BOW tăng 0,35, BBB tăng 0,3 và gas ngày hôm nay lại tham chiếu ha. PVS ngày hôm nay cũng không tăng 0,4 luôn. Chỉ có mỗi gas ngày hôm nay là tham chiếu cộng với lại BLX ngày hôm nay giảm 300 đồng. Như vậy dòng dầu khí là tương đối tích cực nhưng mà cũng không được nhiều lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng bất động sản. Đối với dòng bất động sản thì xanh đỏ nó mang tính chất lẫn lộn và có vẻ như là sắc xanh thì nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Nổi bật lên chúng ta thấy Vinhome ngày hôm nay đóng góp vào 2.600, nói chung tăng 2.600 á. Rồi VIX ngày hôm nay đóng góp vào tăng 800 đồng. Rồi Phát Đạt hôm nay tăng 550. Rồi thì Hà Đô tăng 300. Đó là những cái đóng góp của cái sắc xanh. TCH hôm nay tăng 250 đồng. Về phần những cổ phiếu mà giảm thì chúng ta thấy giảm nhẹ thôi ha. VRC giảm 250. Nói chung giảm tương đối nhẹ. Dòng bất động sản ngày hôm nay tương đối tích cực. Tiếp theo chúng ta đến với dòng tài chính. Dòng tài chính thì cái thị trường tài chính thế giới đang có những sự chao đảo và chính vì vậy ai đầu tư những cái dòng tài chính trong cái khoảng thời gian này hầu như là đều không có mang chất là nó ok lắm. Chúng ta thấy ngày hôm nay HCM giảm 600 đồng, rồi thì MBS giảm 200, rồi thì VCI hôm nay tiếp tục giảm 1.600 đồng, rồi SSI giảm 150 đồng. Đa số tất cả các con chứng khoán đại loại lớn là đều đi bụi hết, chưa có những sự thay đổi gì nó mang tính chất tích cực lắm. Như vậy thì chúng ta chưa có những sự kỳ vọng nào đối với dòng tài chính. Riêng dòng tài chính đó, thì mình cũng nói luôn là những cái con này nó sẽ đi sau thị trường. Khi nào những dòng kia mà nó chạy mà nó kéo điểm số xanh lên thì dòng tài chính mới chạy theo và đa số nó sẽ rớt vào khoảng T2, T3 khi mà các cổ phiếu kia nó tăng trước rồi, tăng trước ít nhất khoảng 1-2 phiên là bắt đầu dòng tài chính mới chạy ha. Còn không là coi như là kết sóng thì dòng dòng tài chính là nó rớt trước rồi. Và tài chính thì nó lại rớt trước, còn lên thì là lên sau. Đó là những cái kinh nghiệm của mình cho những cái khoảng thời gian trước. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng tổng hợp. Dòng tổng hợp ngày hôm nay xanh đỏ đều có hết ha và tương đối là ngang sức ngang tài. Về vấn đề xanh thì chúng ta thấy ngày hôm nay CDD sau những ngày giảm thì hôm nay tăng 5.400 đồng, rồi thì BVH ngày hôm nay tăng 1.200, tiếp theo Masan tăng 800, rồi thì BNJ ngày hôm nay tăng 2.200 đồng, Vinamilk hôm nay tăng 600 đồng. Về mặt giảm thì chúng ta thấy đầu tiên là VHC ngày hôm nay giảm 6.100, Phú Tài giảm ngàn, rồi thì Dược Hậu Giang giảm 1.100, rồi thì Bình Minh hôm nay nhựa Bình Minh đó, hôm nay giảm 1.500. Đó những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số giảm, xem ra thì tăng có vẻ lợi thế hơn, áp đảo hơn, giảm chút xíu ha. Sau khi đi qua 5 dòng cổ phiếu chúng ta thấy là chưa có gì hết ha, tình hình vẫn ổn ha, tăng giảm có này kia, con này con kia gắn này kia ha. Thì thị trường nó mang cái tính chất Tết nhất như vậy thì thị trường là nó thay đổi chủ luôn lung tung hết. Và đối với tình hình thế giới như thế này thì thường người ta cũng không dám, và là cái khúc này nó cũng hạn chế trong vấn dự cái vấn đề nắm giữ cổ phiếu trong cái khoảng thời gian này, nên chúng ta cũng cân nhắc những cổ phiếu nào có những cái tiềm năng phải tốt lắm thì chúng ta mới giữ ha, còn lại thì cũng nên hạn chế. Rồi chúng ta sẽ đến với lại đồ thị ha, để xem đồ thị ngày hôm nay như thế nào. Thế thì khi mình đọc cho tất cả các anh chị em những cái chỉ báo, những cái thông số, những cái sự nó xảy ra, diễn biến xảy ra của thị trường ngày hôm nay, thì nghe bản thân của các anh chị cũng có những cái nhận định riêng cho cái thị trường nó sẽ đi và về cái nó, những cái kịch bản nó có thể đi như thế nào trong những cái phiên tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại VN Index. Trường hợp của VN Index thì khu vực 912, khu vực 914 ha, vẫn đang là cái cản, bữa giờ vẫn chưa có nhảy ra được ha.
Vâng, nó ra cảng với lại của đô thị, nói chung vẫn đang dính cảng, nó chưa đi được, chắc cũng phải đợi một vài bữa nữa. Về khối lượng thì chúng ta thấy ngày hôm nay khối lượng là có cái đột biến về khối lượng ha, khối lượng thì nó nhiều hơn bình thường. Như vậy thì các cổ phiếu lớn thì nó gánh điểm mới gánh giá trị, có nghĩa là cái dòng tiền ngày hôm nay nó vô những cổ phiếu như là Vinhome, VIT, thì chúng ta thấy là nó có những cái về cái giá trị của những cái cổ phiếu đó là nó lớn, chúng ta sẽ bị khỏa lấp mất tiêu. Còn thực ra là về cái khối lượng ngày hôm nay thì nó bán những con nhỏ nhỏ nhiều. Như vậy thì hôm nay chúng ta có một cái cây đỏ mà với khối lượng cũng tương đối hơi nhiều nhiều chút xíu ha. Như vậy thì phiên sau thì mình nghĩ là cũng có những cái cũng chưa chưa được rõ ràng đâu ha. Để mà đầu tư T3 mà từ đây tới Tết để kiếm lợi nhuận thì ngày mai cũng phải lựa chọn những cổ phiếu nó ấy lắm ha, cũng chưa 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 xác định rõ ràng được không? Cái này là phải cân nhắc dữ lắm, có nghĩa là chúng ta chỉ chọn lựa một số cổ phiếu nào nó phải soi kỹ lắm mới ra được, chứ không đơn thuần thôi, không đơn thuần để đầu tư trong cái khoảng thời gian này. Để coi tình hình thế giới tối nay sao, ngày mai là mình tính như thế nào. Mình định cho mua nhưng mà có điều là thật ra là theo VN-Index thì nó chưa thỏa điều kiện của mình mua, chứ còn một số cổ phiếu thì vẫn cho điểm mua. Tức là mình đang phân vân ở cái vấn đề là VN-Index thì chưa phải điểm mua, nhưng một số cổ phiếu nó có điểm mua, như vậy có mua hay không. Thì dùng chung nếu như mà nó có những cái lệnh sình nó chưa tăng được thì khả năng cái cổ phiếu mình cũng không có thể kiếm được nhiều tiền trong cái vấn đề đó, nên mình quyết định là coi như mình cũng chưa có cho mua ha. Và khả năng nếu như mà nó không đi đúng những cái gì mình đang tính toán thì qua năm chúng ta chơi chơi luôn ha. Cho nên là dạy tạm thời là vậy. Những ngày cuối năm thì có khả năng mua ít để qua năm có cái để bán, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại VN30. Trường hợp của VN30 thì chúng ta thấy là còn một khoảng target lên 878 để tăng ha, tăng lên tới đây. Hiện tại bây giờ còn một khoảng trống nhưng mà khối lượng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có sự hạn chế về khối lượng ngày hôm nay. Như vậy thì cũng cũng chưa chưa được ha. Có sự hạn chế về khối lượng ngày hôm nay thì cũng từ từ đó. Cũng chưa có nên vội trong 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 ngày hôm nay. Còn về vấn đề mà nắm giữ thì mình thấy cũng chưa có gì xấu hết, vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu được. Khu này là đảo chầu tùm lum thôi. Cái lực bán ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy là một số cổ phiếu tăng để nó khỏa lấp thị trường, và tốt nhất là chúng ta nên đừng có kỳ vọng cái vấn đề mà nó tăng từ đây tới Tết, mà chúng ta canh cái điểm ra thì nó ấy hơn. Thị trường thì nó đối với thị trường Việt Nam không thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang mang tính chất là đi ngang vậy, rồi chủ nó đang đổi dòng tiền, nó vô cũng vô mà ra nó cũng ra, nó mang tính chất đều đều. Và thật ra thì phải cho tới những ngày cuối cơ, chứ hiện tại bây giờ là dòng tiền chủ yếu là nó rút ra sắm Tết, rồi những ngày cuối thì nó mới vô. Nhưng mà đối với tình hình thế giới mà nó xấu á thì khả năng là nó cũng không tăng được luôn. Ê, nó tiền không vô luôn mà nó để qua Tết, chứ để lỡ mà ăn Tết nó không ngon sao. Những cái gì mà mang tính chất thế giới chúng là các nhà đầu tư ở trong Việt Nam chúng ta đâu quản được. Tình hình mà ông Trump mà ông như này như kia thì mấy ngày ăn Tết lỡ mà có cái gì xấu chúng ta đang ôm cổ phiếu thì nó có những cái sự rủi ro cho chúng ta, đúng không? Như vậy thì cũng nên hạn chế thôi, hạn chế trong vấn đề nắm giữ cổ phiếu đó. Chứ còn hiện tại bây giờ chưa, với lại các nhà đầu tư lớn mình nghĩ chắc cũng không dám ôm hàng nhiều qua qua Tết đợt này, chắc không, chưa gì là mấy cái tin tức nó có IS này kia một thứ tình hình nó bộ căng căng lên. Rồi chúng ta sẽ đến với lại phái sinh ha, để xem hôm nay phái sinh như thế nào. Thì mình sẽ tập trung cái khu vực mà cái lúc mà mình đang nói VN-Index VN30 thì mình sẽ cố gắng phân tích nó rõ ràng ra
để cho tất cả các anh chị có cái nhận định đối với thị trường ha. Rồi phái sinh cũng vậy, mình sẽ cố gắng nói rõ ràng cái phái sinh ra, rõ ràng phái sinh hơn để cho tất cả các anh chị có thể là có nhận định. Tại vì quy hình chung thì ngày hôm nay mình có gặp một số những cái lão làng trong thị trường và có theo dõi cái bản tin tổng quan, thì họ nói là những cái mặt này mặt kia của có những sự đóng góp góp ý vô cho cái bản tin, và mình cảm thấy hợp lý. Thì khi mà cái người xem họ cần gì ở cái bản tin, đầu tiên là họ cần biết được một số cái thông tin chính của thị trường ngày hôm nay nó diễn biến như thế nào. Tiếp theo á thì họ muốn biết được là cái thị trường nó sẽ của ngày tiếp theo nó sẽ như thế nào, hoặc là trong tương lai ngắn, tương lai dài gì ở trong cái khoảng thời gian tương lai tiếp tới thị trường sẽ đi như thế nào, tăng giảm ra sao. Đó là nói về VN Index và VN30. Và tiếp theo á, họ sẽ hỏi về người xem sẽ quan tâm tới cái gì? VN 30 F1. Họ sẽ quan tâm tới phái sinh. Thì về phái sinh đó, chúng ta có thể thấy là phái sinh sinh ra là để giống như là giảm bớt một cái những cái dòng tiền nó kéo đánh forex, theo những chuyên gia nhận định là như vậy. Thì cái vấn đề phái sinh thì bây giờ nó có một chút gì đó là bị điều phối bởi những cái tay to, nên chúng ta đang có những cái tăng thuế rồi này kia, tăng thuế, tăng phí, tăng gửi qua đêm này kia để có những cái sự hạn chế ha, sự hạn chế trong phái sinh. Tại vì dòng tiền nó vô phái sinh rồi nó còn lại không vô cơ sở, và cái vấn đề huy động vốn của cái thị trường cơ sở nó không đạt được cái mục tiêu. Ok, và như vậy thì chúng ta sẽ tập trung sửa nhiều ở thị trường phát sinh. Trong trường hợp thị trường phát sinh thì mình sửa sẽ cũng kỹ cho tất cả các chị. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái trend để coi cái trend của chúng ta như thế nào. Chúng ta có một cái trend ở chỗ này và nó gãy cái trend rồi, thì chúng ta tạm thời cứ để cái trend đó, chúng ta vẽ tiếp cái trend khác. Thì sau cái đó thì chúng ta có một cái trend đó nằm ở khu vực này, nằm ở khu vực này. Thì tiếp theo thì nó không đi đúng cái trend và chúng ta lúc này có một cái trend ở khu vực này. Và bây giờ cái trend này vẫn còn đang giữ và đỡ được nguyên một cái kênh dài. Như vậy chúng ta sẽ tắt những cái trend cũ đi, tắt những cái trend cũ đi. Và tất cả các anh chị thấy là hiện tại bây giờ nó vẫn đang là một cái kênh long, chưa có rớt qua sọt, chưa có hiện tượng rớt qua sọt. Như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ thôi, chúng ta vẫn là thiên và chịu long thôi, chưa có dấu hiệu sọt. Nhưng mà khu vực này nó đang xảy ra lung lắc ở khu vực 870 vì lý do là nó đụng kháng cự ha, đụng kháng cự. Thì nếu như ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái cây xấu như vậy mà chúng ta đóng luôn cái lon thì cũng hợp lý thôi, còn không sáng ngày mai mở cửa mà rớt cái kênh này thì chúng ta cũng nên hạn chế trong vấn đề mà giữ lon ha, nên nhớ điều này nha. Mình thấy nếu mà nó đóng một cây như vậy thì ngày mai nó mở cửa chắc cũng đâu đây, nếu mà rớt dưới cái kênh này chúng ta bỏ lon nha. Còn sọt thì chúng ta chưa tính tới, phải hoàn thành cái cây thì chúng ta mới mới có thể tính tới cái chuyện sọt. Bây giờ chẳng hạn như ngày tiếp theo có phải cái cây nến nằm đây không? Ok, trong trường hợp nếu như cây nến nằm đây thì chúng ta sẽ có một cái giá nào thì sẽ là giá mà chúng ta sẽ đóng đóng cái hợp đồng mà không lon nữa. Cái chiều xu hướng của chúng ta sẽ mất, không còn lon nữa. Đó, mình muốn là giải thích kỹ kỹ cho tất cả các anh chị.
đây ha, cái này trên song song quên sao bớt đây ha. Rồi đối với trường hợp này á, chúng ta sẽ thấy là cái cây cái chỗ này là 866.7. Nếu như ngày mai mà mở cửa mà dưới 866.7 thì cái kênh nó không còn là kênh long nữa. Nó không còn là kênh xu hướng long nên chúng ta sẽ hạn chế vấn đề long ha. Ok. Thì ngày 15 tháng 2 sắp tới chúng ta sẽ có những cái vấn đề tăng những cái chi phí, những cái thuế đối với trường hợp của phát sinh. Như vậy thì trước Tết mình sẽ tóm lược lại cho tất cả các anh chị những cái thông tin đó để chúng ta có thể nắm bắt để tiện cho vấn đề chúng ta giao dịch ha. Và khu vực 870 đang là khu vực vẫn còn là cản đối với lại VN30 F1. Như vậy thì khi chúng ta long mà ví dụ như rớt lên tới 870 thì chúng ta sẽ có những cái kháng cự. Còn khi mà chúng ta giảm thì cái khu vực này ha. Khu vực 866.7 ha. Bây giờ nó lỡ đóng dưới rồi. Nếu như ngày mai mà nó lên cao mà nó đổ xuống thì nó sẽ đụng vô điểm đó. Nôm na là chúng ta để có những cái điểm, quan trọng là nó mở ở khu vực nào. Tại phái sinh nó đâu có giống như là cơ sở hay gì đâu, hay là VN30 đâu. Nó thích nó mở cửa cao trước cũng được, nó thích nó mở cửa thấp. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái điểm để khi mà nó sọt hay là lon thì sẽ lên tới những cái điểm đó, nó sẽ là kháng cự hoặc là hỗ trợ ha. Các bạn nên lưu ý cái vấn đề này. Chúng ta phải 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 phân tích thật kỹ để hiểu được cái vấn đề hiện đang muốn nói và chúng ta sẽ thực thi theo đúng nó thì các bạn có thể kiếm tiền. Chứ mình thấy đa số tất cả anh chị em đánh bữa giờ toàn than lỗ không mà cũng chưa hiểu lý do tại sao. Thế lâu lâu mình mới mới vô lệnh ha. Thị trường đẹp nó đúng xu hướng thì mình phải mới vô lệnh thôi. Chứ còn bình thường thì nếu như nó khó ăn quá thì mình cũng sẽ bỏ qua và mình tập trung đi làm mấy cái việc khác. Mình còn đôi khi còn không coi cái bảng điện của phái sinh nó nhảy như thế nào luôn ha. Cho nên là chính xác là như vậy. Như vậy thì đối với phái sinh vẫn tiếp tục là kênh long. Nếu như ngày mai mở cửa dưới khu vực này chúng ta sẽ đóng lệnh long lại 866.7 và lúc đó sọt hay không là tùy ý mọi người, tại vì chỉ phải thêm một cây nữa thì mình mới ra được cái kênh sọt. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với lại chương trình sửa những cổ phiếu của app của Trịnh Phát. Thì giờ mình hồi nãy mình quên nói cái vấn đề mà mua bán ròng. Thì mua bán ròng ngày hôm nay thì sàn thành phố Hồ Chí Minh mua ròng 116 tỷ, sàn Hà Nội mua ròng 24 tỷ, sàn Upcom mua ròng 11 tỷ. Tổng thị trường ngày hôm nay mua ròng 151 tỷ à, mua ròng ngày hôm nay ha. Tuy nhiên thì sàn thành phố nó không có cổ phiếu là nó mua ròng quá 30 tỷ nên mình cũng không đọc ha. Mua ròng khoảng 20 quanh quanh đó thôi chứ không không nhiều lắm. Đó là mình đã nói về cái xu hướng, tiếp theo mình đã nói về phái sinh. Rồi tiếp tới mình sẽ sửa các cổ phiếu và chương trình mình sẽ cuối chương trình, thường ở cuối chương trình mình sẽ nói những cổ phiếu mà mình đang sắp xếp lại chương trình cho tất cả các anh chị em đó, cho nó phù hợp đó, nha. Đáng lẽ ngày hôm nay là mình live nhưng mà hôm nay mình có bận một chút xíu nên mình không live. Chứ còn đáng lẽ hôm nay là mình live chứ không phải là bạn tin đâu. Bắt đầu test từ 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 tháng này thì thứ ba hoặc là thứ sáu hoặc là thứ sáu là làm cho bạn tin thôi. Hôm qua năm sẽ hạn chế cái vấn đề bạn tin lại một tuần làm khoảng 2 buổi là mình thấy ok. Thứ sáu thì nó dành luôn cho thứ hai thứ ba, còn thứ ba hay là thứ tư gì đó sẽ làm 1 buổi nữa là 2 buổi, bao nhiêu là mình sẽ like trực tiếp để sửa cho tất cả anh chị luôn cho nó dễ. Thì tiếp theo 31 á, ở cuối bản tin đó mình sẽ nói về những cổ phiếu có thể mình đã mua bán ngày hôm đó, thì mình sẽ thống nhất chương trình là mình sẽ nói luôn những cổ phiếu đó sau khi mình sửa xong cái app để chi mua cổ Trịnh Phát. Những cái mã cổ phiếu của app khuyến nghị mình sửa trước nha.
Ok, bây giờ mình sẽ có kết nối điện thoại trước. Ngày hôm nay mình nghĩ thì chắc app cũng không có nhiều cổ phiếu được khuyến nghị đâu. Tại thị trường nó cũng hơi là lình xình đi ngang chứ nó không có dấu hiệu gì nhiều ha. Đầu tiên là mua AGR. AGR, mua ADM. Mua CXM, CMX. Mua KBC. Mua BVT. Bán TTH, bán VHC, mua VHM, bán ACB, bán BID, bán FPT, bán SHB, mua ACL. Không phải, ACL của em trước rồi. Thì trước khi vô sửa những cái cổ phiếu của app ATM của Trịnh Phát thì mình cũng nói luôn cái những cái vấn đề của cái app để cho tất cả các anh chị hiểu một cái vấn đề như thế này. Tức là chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng app thì chúng ta không nên có những cái và vậy là cái app nó vẫn còn hạn chế ở cái vấn đề là nếu như người mà không biết gì á, về kỹ thuật á, thì nếu như mua theo tất cả đều là tiêu chí của app ra cái gì chúng ta mua đó, thì nếu mà đúng thì không, thì những cái lần đúng thì có những các bạn sẽ không sự ghi nhận nó nhiều, nhưng mà nếu có những cái sự sai thì chúng ta sẽ có những cái ghi nhận nó đậm sắc hơn ha. Như vậy thì để cho mà cái vấn đề nó không có xảy ra, cái vấn đề các bạn bị lỗ ha, bị lỗ về lý do chúng ta sử dụng app á, thì thường đó là chúng ta nên biết một chút về phân tích kỹ thuật, biết một chút về phân tích kỹ thuật mà phương Tây, phương Ichimoku, phương Đông gì cũng được, không ảnh hưởng gì hết, tại vì cái tín hiệu mà đưa ra đó là mã cổ phiếu và chúng ta coi lại bằng cái công cụ gì cũng được chứ không quan trọng nha. Thì app Ichimoku Trịnh Phát là nó chạy bằng robot, thì từ robot quét qua những cái dữ liệu thì chúng ta có được những cái tín hiệu mua và bán theo theo những cái công cụ kỹ thuật. Thì khi mà đưa ra những cái app đó thì nó sẽ xài trên những cái khung thời gian khác nhau. Ví dụ như cho khung thời gian ngắn hạn thì sử dụng những cái đoạn dữ liệu ngắn hạn, khung thời gian dài hạn thì sử dụng trên những cái đoạn dài hạn. Thì cái dữ liệu nó càng nhiều thì khả năng đúng nó càng cao. Tuy nhiên nếu dữ liệu nhiều thì nó ra được kết quả nó chậm. Còn nếu dữ liệu ít thì nó ra được kết quả nó nhanh. Đó là cái chuyện bình thường ha. Như vậy thì đối với trường hợp nếu như mà cái dữ liệu nó ra nhanh thì nó rủi ro nó cũng cao hơn. Thì khi tất cả các anh chị coi á, mà các anh chị cái nào cũng mua hết á, thì chắc chắn là có lỗ có lời. Còn nếu như tất cả các anh chị biết về kỹ thuật một chút xíu á, sơ sơ thôi, thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật để có thể test qua lại những cái cổ phiếu mà áp cho điểm mua, và chúng ta chọn những cổ phiếu nào đẹp nhất chúng ta mua. Thì một lần mà chúng ta thấy như ngày hôm nay thôi là mình thấy đã có khoảng cỡ trên 10 cổ phiếu, trên 10 cổ phiếu cho những cái tín hiệu rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ biết một chút về kỹ thuật, chúng ta sẽ coi sơ qua, hoặc tất cả các anh chị em đang coi chương trình thì bữa sau chứ cho dù mình làm tổng quan hay là mình like thì mình cũng sửa những cổ phiếu này, và khi mình sửa cổ phiếu này thì tất cả các anh chị có thể coi lại, nếu đang sử dụng app thì có thể coi lại, thì mình có thể là tư vấn cho tất cả các anh chị cái tín hiệu app nào thì nó mang cái những cái xác suất nó cao, thì các bạn có thể coi chương trình tổng quan để có thể biết được ha. Đó thì nói về cái app để chúng ta hiểu được là khi mà app chạy á, thì nó đưa ra tín hiệu là trên cái nền tảng của robot, nên robot thì nó sẽ có những sự cứng nhắc hơn con người và nó sẽ ra được cái số lượng nó nhiều, tuy nhiên cái độ rủi ro của nó thì nó có nhiều hơn chút xíu, tại nó không biết cảm tính mà nó chỉ biết là coi như là một cộng một là hai, rồi hai thì lớn hơn một vậy thôi,
cứ đúng vô những cái chỗ nào mà nó ấy mình theo mình code thì nó sẽ ra những kết quả như vậy, và những cái dòng lệnh nó chồng lên nhau thì nó sẽ có những cái lỗi, nó không phải là lỗi mà nó là những cái điểm nó đúng trong cái khoảng thời gian đó nhưng mà khoảng thời gian khác nó không đúng rồi chứ không phải là lỗi ha. Tại thị trường chúng ta đang đánh T3 rồi này kia nên là cái như tự động thị trường chúng ta hạn chế nhiều vấn đề đó, sẽ hàng về nó không kịp. Còn ví dụ như chưa mua bán liền thì đa số tất cả các tín hiệu đều chính xác nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi sửa các chúng ta đi sửa rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại cổ phiếu đầu tiên là AGR. AGR chứng khoán gì đó không? AGR trường hợp của AGR AGR thì khả năng có sóng ha, khả năng có sóng. Nhưng mà chúng ta chờ nó tích lũy thêm khoảng cỡ vài phiên nữa thì mới chơi được, hiện tại chưa chơi được. Khoảng cỡ 2 đến 3 phiên nữa ha. 2 đến 3 phiên nữa chúng ta có thể coi tính tới chuyện mua AGR, còn hiện tại bây giờ có thể bỏ qua cũng được. Khoảng 2 đến 3 phiên nữa đi. Cổ phiếu tiếp theo là ADM. Như vậy chúng ta có điểm mua của AGR đó. Các bạn thích mua thì mua. Đúng không? Có lộn không? ADM muốn ra AMD, sorry, AMD
Trường hợp của AMD. AMD. AMD thì vẫn chưa chưa được ha. AMD các bạn chờ thêm đi. AMD để mua không đẹp ha, bỏ qua. CMX. CMX. CMX chúng ta đợi khoảng cỡ khoảng 6-7 phiên giao dịch nữa đi. Chứ hiện tại bây giờ CMX vẫn không đẹp ha. CMX mua vô này dễ trúng đỉnh quá. Tương đối dễ trúng đỉnh ha. Chờ 6-7 phiên giao dịch nữa tính. KBC, cái con này là nó đang mang đến chất hơi sideways quay chút xíu, lúc nó có lực lúc không có lực, nó đang giống dấu hiệu như hơi gom gom đó. Đây là nó có những cái lúc nó tăng lúc giảm. Ngày hôm nay thì nó tăng lên tới 10 10 14 chấm mấy lần, sau đó nó giảm lại ha. Ok, trường hợp con này thì vẫn cần tích lũy thêm, vẫn còn tích lũy thêm chứ chưa đi được. Thật ra là rất nhiều room diễn đàn này kia mọi thứ họ đang có những cái ca tụng cho cái con KBC này. Thì hiện tại bây giờ thì mình đang thấy là nó cũng chưa được đó. Chưa được, cũng chờ thêm thôi. Hiện tại bây giờ mình chưa đánh giá cao KBC đâu. KBC thì chờ thôi. Sắp thôi. Cái khu vực 14 chấm 14.2 này bây giờ là nó đang có cản từ bữa giờ. Nay nó mới thoát qua một chút xíu. Mình đang cần nó thoát qua nhiều hơn nhiều chút xíu. Thì nó sẽ ok hơn. Cản phía trên của nó đang là 15.1. Về vấn đề mà trên xu hướng á, về vấn đề mà trên xu hướng thì chúng ta thấy là đã có những cái dấu hiệu mang đến chất là thoát trend rồi ha. Nhìn đây chúng ta thấy nó hơi thoát trên rồi. Hơi thoát trên rồi. Vậy thì chuẩn bị chúng ta có thể tính đến chuyện là cái vụ của KBC này. Nhưng mà cái này mang tính chất đồ thị tuần. Có thể bắt đầu quan sát, nhưng mà đối với mình thì mình cũng chờ thêm qua Tết cũng được. Chứ hiện tại bây giờ thấy là những cái vấn đề mà ngưỡng tâm lý thì nó đang ở trên hơi cao chút xíu, nó cần những cái sự tích lũy thêm, chứ cũng chưa cho những cái dấu hiệu là chúng ta có thể mua được liền ở khu vực này. Chỗ này mà nó lên thì nó sẽ mang đến chất T cộng nhiều hơn cho vấn đề mà nuôi dài, khả năng nó phải cần tích lũy thêm rồi nó mới có thể đi được. Còn về ngắn hạn thì nó lại cho điểm mua, ngắn hạn T thì nó lại cho
cho những dấu hiệu chúng ta có thể mua được. Tín hiệu ngắn hạn thì cho bắt đầu mua từ phiên sau luôn, đó là KBC, có khả năng đánh được T3, đó là trường hợp của KBC. Ví dụ như mai thị trường mà lỡ mà có tối nay Mỹ có giảm, mai mở cửa mà xấu, mình nghĩ là có thể mua KBC được. Nhưng mà cũng dành để T3 thôi, chứ nó cũng không có được gọi là đi dài xa thì chưa chưa ha. Dài xa thì mình sẽ đợi đợi qua Tết mình chơi, chứ chứ không phải là bây giờ. Ok, nếu đợt này có đụng là 15.1 ha, chúng ta sẽ chốt ha, quan sát. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại BVT. Thì các bạn coi chương trình thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua ha. BVT thì có cái cản ở chỗ 17.2, hôm nay đụng cái cản này. Hôm nay đụng cái cản 17.2. Tuy nhiên thì tăng gì cũng tương đối đẹp. Thế vậy thì chờ thêm nha, chờ thêm BVT, chờ thêm. Đó, trường hợp này chờ thì cũng biết chờ sao, nhưng mà đã có những dấu hiệu tăng thì chúng ta phải chờ đó. Đây là đồ thị tuần này, thì nếu mà lên thì chúng ta sẽ kia xem cái target nữa, nó lên được tới đây. Bây giờ trong trường hợp này thì mình tính đỡ nó là khu vực này ha, thì nó sẽ khoảng cỡ 18.3, 17.1 là 18.3 thì cũng được, nhưng mà nó vừa đụng cái cản thì chúng ta đã coi test như thế nào. Nếu như mà nó không có những cái động thái gì á, thì chúng ta có thể canh mua ở cái khu vực chẳng hạn như là 16.8, khu vực đó thì bắt đầu có thể tính đến chuyện mua. Ok, đó là BVT ha. Như vậy là tín hiệu là có rồi đó, nhưng mà kênh trên thì nó đang đụng kháng cự, rồi có kênh có này có kia, nhưng mà mình thấy là cái mang đến chất khả quan thì nó nhiều hơn ha, khả quan nhiều hơn, có thể xem xét nha. Rồi, VHM. Trường hợp của VHM thì này coi rồi thì tuần luôn rồi. VHM Vinhome thì nó hơi đánh hơi khó chịu ha. Vinhome đánh hơi khó chịu. Tốt nhất là nếu như muốn đánh bên home thì chúng ta phải đánh breakout thôi. Breakout vượt 82.8, chúng ta sẽ xác định cái vấn đề là mua vô. Chứ còn hiện tại bây giờ cũng nên hạn chế ha, hạn chế với lại bên home. Ví dụ như một hai phiên nữa đi, một phiên hai phiên nữa, tích lũy đẹp thì chúng ta có thể vô với lại bên home. Mình nghĩ chắc ok, một phiên hai phiên nữa, đánh T3 thử đó là bên home coi sao. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cổ phiếu cho giảm ha, mà mua ít thôi, Vinhome chắc mua ít thôi. TTH, trường hợp của TTH TTH cái điểm mua này, điểm bán này nó cũng tạm thời đó. Ví dụ như nó mất 9.45 bán luôn ha, điểm bán này thì cũng chưa chưa đẹp. Còn không thì khi nó đụng lên cái giá ở khu vực 5.2 thì chúng ta cũng nếu nó với lên được đó thì chúng ta cắt ở đó cũng được, chứ hiện tại giờ chưa đi xa được. Nó sẽ quan điểm là chưa xa được. Cổ phiếu tiếp theo là VHC. Ở trường hợp VHC thì thanh khoản nó yếu, thanh khoản nó kém nên nó thích thì nó tăng, thích thì nó giảm ha. Nói chung leo đèo thì rất rất là chậm rãi, nhưng mà khi nó đổ đèo thì nó đổ hơi hơi mạnh một chút, đổ hơi mạnh chút, và chúng ta đôi khi cũng không biết lý do tại sao. Thì ở khu vực 88.7 thì đang có hỗ trợ đối với lại về VHC, nên chúng ta cũng có thể xem xét ở vấn đề ví dụ như có vô thì vô ở khu vực đó thì bắt đầu có những cái sự an toàn hơn đối với VHC ha, khả năng nó có nhúng xuống. Cổ phiếu tiếp theo là ACB. ACB điểm bán
Em bán ACB hả? ACB thì rút chân lên thì hiện tại bây giờ là nó đang nằm ở mang cái tính chất khu vực tích lũy á, nên là thôi cái vấn đề mà bán thì cũng từ từ đã ha, chắc là nó mất chút xíu rồi bán, chứ hiện tại bây giờ mình đang thấy nó có những dấu hiệu tích lũy cho đầu năm, thì có những cái đợt tăng tương đối rất mạnh mẽ ha, đối với ACB thì mà lại thiên về vấn đề chúng ta có thể tích lũy ACB chứ không phải là bán. Rồi tiếp theo là BIDV. BIDV thì cũng là một cái trường hợp nó cũng tương tự ha. BIDV thì chúng ta sẽ coi nó thoát cái kênh này, thì chúng ta có thể tính cái chuyện mua trong hiện tại bây giờ thôi, từ từ cũng được. Nó có những cái dấu hiệu nó đẹp đó mà nó không lên được, tôi chờ nó thoát kênh là mua luôn ha. BIDV thì chưa bán cũng được, chưa bán cũng được. Rớt 31.2 bán luôn. Vậy thì cho nó phải. Rồi FPT. FPT thì rớt 41.75 là bán luôn. Rồi, hiện tại bây giờ nó thiên về vấn đề là 41.75 bắt mua thì hợp lý hơn. Rồi tiếp theo là SHB, ngày hôm nay đóng giá ở 7.1. Thì con này nó cứ lại 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 vậy đó. Tới khi nào mà mấy con này nó mấy cái đường nó về chung một chỗ xong bắt đầu nó mới chịu đi. SHB thực ra nó tích lũy ngang vậy đó, lâu lâu nó có sóng lần, con này ở thanh khoản nó lớn á, nên là vừa lên là bị đạp xuống liền. Giờ chúng ta hạn chế trong vấn đề mà nuôi dài, mà nên ví dụ canh sóng sóng tăng nhảy vô nhảy ra, tại là nó vậy ha. Rồi ok vậy thôi á. Sorry, sorry. À, như vậy thì chúng ta còn mấy ngày nữa là Tết rồi, thì cũng hạn chế trong vấn đề mua ha. Nếu chúng ta mua thì đang có hàng thì chúng ta canh bán, còn vấn đề mua mà để qua năm thì chúng ta có thể mua một ít thôi, chứ nhiều thì nó cũng không không ủng hộ trong vấn đề mua lắm. Thì chương trình đó thì mình sẽ note lại những cái vấn đề như thế này. Đầu tiên là mình sẽ bao quát cái thông tin về thế giới với lại trong nước một chút cho tất cả các anh chị có thể là biết được cái thông tin của ngày hôm nay. Tiếp theo mình sẽ gọi là nói về cái xu hướng của ngày tiếp theo, khả năng của những ngày tiếp theo nó như thế nào, là xu hướng của thị trường ha. Rồi tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái thị trường phái sinh, và chúng ta nói về sự tăng giảm long sọc của phái sinh cho nó kỹ hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sửa những cổ phiếu của APG của Phát để tìm ra những cơ hội, và cuối cùng đó, là ngày hôm nay nếu như mình cho mua những cổ phiếu gì mình sẽ thông báo đến tất cả các anh chị, thông báo tất cả các anh chị trên kênh này vào cuối chương trình, chúng ta có thể tham khảo. Tại vì thật ra là đôi khi mình mua sớm cái hơn các bạn viên, có thể ngày hôm nay mình mua rồi nhưng mình vẫn thông báo, nhưng mà thật ra là mình mới lên tới đầu gối mình bán mất tiêu rồi. Rồi còn ví dụ các bạn có thể ăn lên tới bả dài, chứ còn cũng chưa chắc là ai hơn ai, tại vì chưa hẳn là hàng tới ba, tại vì mình ít khi nào chơi mấy cái hàng giá rẻ lắm, nên nếu như mới đúng sóng mà nó tăng thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái tăng nó không phải là T cộng mà nó mang đến cái dài hạn hơn. Và mình mua thì thực ra đôi khi mình canh những cái lúc mà nó chưa tăng mình mua, mua về xong nó mới tăng, đại loại là giống như vậy ha. Có thể đúng có thể sai, nhưng mà chương trình của mình sẽ hoạch định theo những cái bước như vậy để cho tất cả các anh chị có thể tiện trong vấn đề là theo dõi ha. Thì càng ngày mình sẽ cố gắng sửa làm sao cho phù hợp với tất cả các anh chị nhiều hơn ha. Rồi giờ ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn cô Thanh, xin cảm ơn tất cả các anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại vào các bữa tiếp theo. Xin chào.